toàn dân, khiến xa tan phải khuất phục thờ kinh. Thần ô ơi, Chúa xua trời, Chúa ra lệnh phải mau thoát lui. Đám dân lành kinh khiêm thốt lên, Ngài chính là đấng thần quyền uy sức ư lẫy lừng. Vì lời Chúa là sự sống, đầy quyền năng đẩy lùi dân ta. Chúa chính là hạnh phúc của con, mãi không phai nhòa. Lời của Chúa là mạch suối, là hồng ân đó tuôn thẳng ngày. Chúa chính là cùng đính đời con, sức mạnh của con. Lời Chúa giữa đêm trường đã soi vào lòng con, đã xoa tan bóng đêm dày phủ kín. Ngài khai trí mở cõi lòng, Chúa chính là nguồn chân lý con, giúp con được nhận biết chính con. Bởi Chúa mà đến, vì yêu thương Chúa đã tạc thành. Cuộc sống giữa gian trần có bao điều thử thách, hãy cho con biết trông cậy vào Chúa. Nguyện xin Chúa cứu con khỏi những mê muội làm phai đức tin. Chúa uy quyền là nơi nao nương, lạy Chúa Ngài chính là Thiên Chúa của con suốt đời. Lời Chúa là sự sống, đầy quyền năng đẩy lùi gian tà. Chúa chính là hạnh phúc của con, mãi không phai nhòa. Lời của Chúa là mạch suối, là hồng ân